nên cái quả này sẽ có một cái quả tim là quả to và ông già tuyết cười với mình, ông già Noel à, rất là vui và cảm ơn các bạn rất là nhiều. Đáng chịu. Chụp hình như vậy hả? Đồ gì vậy? Cái gì nữa? Ai biết nhắm chị thôi, tại lỗi tại tôi chụp hình rõ vậy thôi chứ. Ai chụp hình thì chụp đi đã. Nè, nè.